Chào anh chị, hôm nay thì Bảo sẽ đưa đến anh chị 10 sản phẩm máy cưa kiếm pin dành cho anh chị nào, cô chú nào á thích giá mềm. Hôm nay á buổi trưa ngày thứ ba nha. Giá hôm nay cực kỳ rẻ luôn, 10 sản phẩm duy nhất Bảo giảm giá cho anh chị. Bình thường sản phẩm cưa kiếm Makita này á thì Bảo bán toàn là 1.1 triệu không à. Nhưng mà hôm nay sẽ có giá ưu đãi cực kỳ lớn cho buổi trưa thứ ba ngày hôm nay luôn. Giá chỉ còn 850.000 luôn. Ngày trước anh chị nào mua cửa hàng Bảo á, giá rẻ rẻ lắm, cũng là 1.50 triệu là hết giá rồi. Nhưng mà hôm nay giảm cực kỳ sâu, 10 sản phẩm giá 850.000 thôi. Thấy không, một mức giá quá là rẻ, với là giá khá là mềm cho anh chị nào mình nhanh tay mình đặt hàng thôi nha. Thì anh chị nhớ đăng ký kênh, buổi trưa Bảo làm nhiều chương trình giá nó rẻ, rẻ nhất thị trường luôn. Đó, anh chị mua cưa kiếm Makita thì Bảo vui thùng mới đi. Đầu tiên là anh chị sẽ được thùng đựng thương hiệu Makita này, là Makita Trung Quốc này. Nó ghi sản xuất Japan, không phải đâu, hàng Trung Quốc thì mình nói hàng Trung Quốc nha, giá mềm mà. Rồi, bên trong máy là phụ kiện bao gồm những gì đây? Đó, thứ nhất là hai pin, pin 5 cell nha, pin chuẩn 5 cell 21V, này người ta ghi 36V 4A, nhưng mà Bảo khẳng định lại chỉ có 21V thôi và 2A nha. Rồi bên trong, trời ơi, máy này tặng lưỡi quá trời nhiều luôn. Mức giá 850.000 hôm nay mà tặng lưỡi rất nhiều. Đây có lưỡi cắt gỗ này, cắt sắt, ba lưỡi cắt gỗ luôn. Đó, cắt sắt thì nó có một lưỡi thôi, nhưng mà cắt gỗ với là cắt cây thì nó quá trời nhiều luôn. 850.000 mà tặng đến là 4 lưỡi cắt cưa kiếm dài, lưỡi rất dài. Máy thì đi kèm là hai pin một sạc, được bảo hành chính hãng 3 tháng cho anh chị yên tâm xài. Thân máy đây, thân máy Makita đây, nó là thân máy thay lưỡi vào rất là dễ dàng cho anh chị xài. Đó, mình mua máy về á, được test hàng, đó, chạy cực kỳ là lực nha. Máy này chắc chắn là motor chổi thang rồi, tại con này Bảo chưa thấy từ đâu, cái dạng đứng như thế này chưa thấy từ. Nhưng mà hôm nay mức giá quá rẻ đi, chỉ có 850.000. Anh chị mua về á, thì Bảo cũng không có test, Bảo cũng có làm video rồi, 1.1 triệu. Nhưng mà hôm nay 10 sản phẩm ban trưa giá mềm cho anh chị cô chú nào mình mua 850.000 thôi. Giá này thì nó quá rẻ đi, thì mình tranh thủ mình đặt hàng thôi. Bảo làm video là nên không test nha, giới thiệu sơ. Thì anh chị nào mà cứ lên mạng tham khảo giá, giá con này xứng đáng cho buổi trưa theo hàng cưa kiếm pin luôn, hai pin một sạc, bảo hành 3 tháng, có thùng đựng. Bảo làm video nó ngắn gọn hơn để anh chị tranh thủ mình đặt hàng, tại video sale hàng không test luôn. Rồi, đặc biệt con máy này thì nó sẽ là gài lưỡi nhanh nha, nên là anh chị dễ thay thế cực kỳ luôn. Rút lưỡi ra, đó, muốn an toàn rút pin ra một cái cho nó chắc, là cái này xoay qua, cốt là cốt bằng thép nên là anh chị yên tâm. Đó, mua về cắt cây này. Công tắc thì nó có, sẽ có điều tốc cho anh chị xài. Bên trên á, là nó sẽ có đèn báo nha, đèn báo phía trên luôn. Rồi, bọc su quá chắc chắn luôn, bảo hành 3 tháng. Cốt là cốt thép sắt, sắt thép chứ nhầm, cốt sắt thép. 850.000 thôi, một con máy giá siêu bèo luôn. Cho buổi trưa ngày hôm nay, cưa kiếm 2 pin 1 sạc từ 1.1 triệu mà giảm còn 850.000 là một mức giá nó quá rẻ đi. Đừng có trả giá Bảo làm gì nha, giá này nó bèo lắm rồi. Thì anh chị đặt hàng thì liên hệ nha, chỉ có 10 con cho buổi trưa ngày hôm nay thôi. Thì mình đặt hàng mình liên hệ cửa hàng Bảo, hoặc là tư vấn máy á cũng liên hệ luôn. Rồi bây giờ thì Bảo xin chào tạm biệt anh chị nha.